Xin giới thiệu mọi người, đây là cây cà độc dược, tên tiếng Anh là Datura meteo. Cây này dùng trị các bệnh, đó là một là bệnh xoang, bằng cách là chúng ta lấy lá này phơi khô, thái nhỏ ra, cuốn, điếu, hút. Ngày hút tầm 3, một điếu thôi, tức là tầm 3 lá, thái nhỏ phơi khô ra, cuốn vào giấy, hút, hút miệng, thở mũi, hút đến đâu thở đến đấy, chúng ta không hút hết vào trong phổi nhá. Ngoài ra quả của cà độc dược này, chúng ta lấy quả này chúng ta đập dập ra, chúng ta ngâm rượu tầm 1 tháng, dùng chữa sâu răng cực kỳ hiệu quả. Những ai bị sâu răng thì chúng ta ngâm xúc ngâm rượu, sau đó chúng ta ngậm rượu tầm 2 đến 3 phút rồi nó nhổ ra luôn nha. Cái này cực kỳ độc nên là chúng ta sẽ không uống vào. Đây là hoa của nó này, cả thân lá quả của nó đều có thể dùng chữa bệnh rất tốt. Quả này nếu những ai bị mụn nhọt thì chúng ta có thể đập ra, dập nhuyễn ra, sau đó thì đắp lên thì cái mụn đấy nó sẽ tự khỏi nha. Ngoài ra thì có một phương pháp nữa chữa cái bệnh nấm, đó là chúng ta dùng cà độc dược này, dùng diêm xinh này, dùng dầu hỏa, chúng ta giã lát cuối đều với nhau, sau đó là bôi lên các vùng bị nấm để khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch. Thì chúng ta sẽ làm khoảng 1 tháng thì sẽ khỏi được cái bệnh 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 nấm da nhá, cực kỳ hiệu quả luôn. Mong mọi người hãy tham khảo và sử dụng. Chúng tôi bán cả thân lá quả khô, cây giống và hạt giống cho các bạn, cho những ai có nhu cầu. Xin cảm ơn.